Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang phối hợp công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam tổ chức trao xe đạp và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tây Phú, huyện Thọ Xuân. Tại đây, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang đã trao tặng 25 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm 10 gói sữa bánh kẹo. Công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam cũng trao 25 chiếc xe đạp và quà cho 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Tổng giá trị trao quà và xe đạp đợt này trên 82 triệu đồng. Với những chiếc xe đạp được trao sẽ giúp quãng đường đến trường của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được rút ngắn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực, giúp các em vượt qua khó khăn nghịch cảnh, vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi.